này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào bốn tịnh lự để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào bốn vô lượng bốn định vô sắc để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ bốn tịnh lự thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ bốn vô lượng bốn định vô sắc mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tám giải thoát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tám giải thoát thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào bốn niệm trụ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ bốn niệm trụ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào pháp môn giải thoát không để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp môn giải thoát không thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào mười địa bồ tát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ mười địa bồ tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào năm loại mắt để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào sáu phép thần thông để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ năm loại mắt thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ sáu phép thần thông mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này Thiện Nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào 10 lực Phật để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả 18 pháp Phật bất cộng để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ 10 lực Phật thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.